Ok, bây giờ lại tiếp tục chứ. Bây giờ chào anh em, đây hiện tại đang về một con Liberty 3B này, một con Ibelet này, một con xe quay để của một ông anh đến bán. Đấy, ông anh đến bán con này bao tiền đấy? 12 triệu 500, một con 2019. Một ông anh chẳng cũng thì tặng like xem like của em thôi. Anh mua thở xe đã này. Vâng. Đây là một chiếc xe gọi là mua là với 110, mua 7 triệu 7 này. Một clip này mua cho clip mấy triệu này, con này không nhớ mấy triệu. Con Nota kia mua có 8 triệu mấy này. Một con xa xa kia con Vario. Đấy, lảng nhảng nhiều lắm. Một con xe Sirius này hơi 50 mua có 4 triệu rưỡi này. Đấy. Một con xe Lite đời 2019 này, con này mua có 20 mấy triệu thôi. Một con xe Win này hàng ối giời ôi, nó có tầm khoảng 3-4 triệu chẳng. Có 3 triệu rưỡi đấy, 3-4 triệu thôi. Nói chung là giá lợn chết. Nói chung hàng ối giời ôi. Hàng không phải hàng xịn đâu nhá. Hàng để cho anh em lai thổ, nói chung là thôi đi. Cũng lúc con on kia. Và tiếp tục để tiếp nối tiếp theo rất nhiều các con xe khác. Rồi ok. 8 triệu rưỡi cộng 300 để dọn anh ơi. Bản 3V 8 triệu rưỡi nhá, giá 3V mẹ 8 triệu rưỡi, cái gì cho không xe. 300 tiền dọn là 88 nha anh em nhá, 3V ở đây. Trắng. Đấy, con này biển Hải Phòng anh em nhá. Hải Phòng anh em nhá. Biển 15B 186 475. Rồi đây. Máy 3V chưa giờ rẻ như bây giờ mẹ, giá giờ nó yêu thế, 8 triệu rưỡi à? 8 triệu rưỡi anh ạ. 8 triệu rưỡi một con máy 3V Liberty. Thuốc Lào nào? Thuốc Lào nào? Điếu cày nhá, thuốc Lào. Em nó đến từ thành phố Phượng Đỏ. Máy chất lượng nhá, phải là rẻ mà là rẻ mà đồ đều không nói chuyện. Xe đồ đều đây quay vào đi. Thành 8 triệu 8 rồi. 8 triệu 8 một con Liberty 3V màu trắng. Xe trước mới tinh là 6-7 triệu, đăng ký nữa vào mới còn tổng khoảng 3 triệu nữa. Đấy. Đấy. Nguyên cái đăng ký ra mất 3 triệu mấy đăng ký rồi anh em ạ. Rồi. Cao hơn chứ, con này là đăng ký là 8 triệu 8 cộng cho anh em con này 1 triệu 7. Anh em 1 triệu 7, 8 cộng 1 triệu 7 nha anh em nhá. BVE đấy, xe rất là chất lượng. Nói chung là anh em cứ nhẹ nhàng thút thít anh em cho nó, người chơi được, người mua cũng được, người bán được, mỗi ông kiếm tí. Người chơi vui vẻ, người bán vui vẻ, anh em chơi thoải mái, chán thì lại bán lại thôi, dám mua vào. Dòng Liberty nó chưa giờ rẻ, máy 3V nó đắt đấy anh em nhá. Cái máy này máy 3V, máy tiết kiệm, máy công nghệ mới, rất là hợp lý. Máy đề đấy. Không bị xoạch đâu. Anh Lê Văn Hạnh có win hiện tại win đẹp không còn nhá. Ok nha anh em nhá, tiếp theo một chiếc Ibelet đời 2016 bản LED nhá. Xong con này mua 12 rưỡi tí xong xong là giải quyết xong này. Quay cho em một vòng đi. 2016 Ibelet 2016 bản LED này màu đỏ đen. Rồi. Đấy, hiện tại là em công tơ chạy bao nhiêu? Con này công tơ chắc chạy vạn mấy rồi anh em ạ. Rồi quay một vòng cho em. Rồi xem nào. Ơn vạn nha anh em nhá. Con này biển 36 F1 25393. 2018 xe này giá cũng vừa vừa tiền. 2018 anh em nhá, hàng giá lọn chết. Mua 24 triệu rồi, cộng cho anh em 1 triệu 7. 24 nói chung là mình ăn ít sống lâu. Ông nào ăn nhiều giờ mỡ máu tiểu đường nhanh chết. Chào tất cả mọi người, chào Thu Anh. Các doanh nghiệp giờ ăn vừa thôi, mẹ lãi vừa thôi. Chào ông Thu. Ăn nhiều quá mẹ dùng bóc phốt bóc phèo là rách việc. Mẹ thiết giờ tôi mẹ cứ làm nhẹ nhẹ, mẹ đốt nhẹ nhẹ hơi sưng sưng tí thôi. Hơi đau, hơi sưng sưng thôi, tê tê thôi. Anh em đốt đau quá mẹ nhéo phát kêu oái phát lại chạy mất tích. Đấy. Cậu em 1 triệu 7 nhá. Ui giời, con này đẹp thế nhỉ. 25 triệu 700. Từ để giới thiệu con này. Con này vừa mua 12 rưỡi, vừa xong của hai vợ chồng anh vừa rồi. Đang trong nhà tiết giấy anh em. Xe dòng này nó nói chung là xe rượu nhạt, bán người nhỡ nhá. Buôn bán dòng này là không có lãi lời mấy đâu. Anh quay gần mà đi một chiếc. Quay vào đi. Quên pha 110 anh em nhá. Vừa mua 12 triệu 500, màu xanh. Xe vẫn dán ni lông cả xe đấy. Vạn 10.000 có 67 không Kiên? Hiện tại 67 không còn nha anh em, bạn người ngàn ơi. Biển 29X3 46347, quay một vòng xem. Rồi. 110 anh em nhá, màu xanh, mua 12 triệu 500 rồi. Rồi. Đời 2019. Đấy, 12 triệu 500. Đời 2019. Máy chất lượng nha anh em. Bảo hành. Em cho ra nhà, sang bên nhà anh em bảo hành. bên nhà. Các đại ca mời các sếp sang bên nhà. Cộng cho anh em 1,5 triệu chưa có bao dọn nhá anh em nhá. Vừa mua đấy, chính chủ đây vừa xong. Đang trong nhà, đang viết giấy trong nhà. Đang bán trong nhà. 12,5 triệu. Đây là một chiếc xe rượu Nhạt bán người nhỡ nhá. Bản xi măng anh em nhá, bản xi măng này rất là hiếm này, giờ đang khát hàng. 500 hay 300. Đang bầu trời Hà Nội rất là oi, mồ hôi vẫn ướt nhưng anh em vẫn cứ phải nhộn nhịp, vẫn cứ phải tiếp tục. 300 cộng 300 anh nhá. Đây quay vòng đi. Rượu Nhạt bán người nhỡ nhá. Đấy. Đây, Sporty Edition. Số lượng quá, xi măng anh em, nó xi măng Bỉm Sơn nhá. Đây xi măng Bỉm Sơn. Đấy, em nó đến từ Nhãn Lồng, Hưng Yên. Giá ai biết đâu là giá không? 3.200 cây đây anh em nhá. Đẹp ơi. Vision. Bản cá tính. 3.200 cây nha anh em nhá. Vision. Đây đăng ký 2023, quay em. 3.200 cây đăng ký 2023. 2023 nhá. 2023. Đi chuẩn cây số nhá. Khuê Mai chờ xíu ạ. Biển tương đối đẹp là 02848. Mua là ở Long giới thiệu anh em. Long giới thiệu cho đội Đài Chuyên săn nhé. Long là săn ô tô Fortuner rồi Alexo Camry. Chào các bạn nhé. Mình sẽ phép giới thiệu qua chiếc Vision 2023 bản cá tính. Màu này màu xi măng là màu đắt nhất luôn. Màu hot nhất bây giờ đấy. Xe này của bạn gái là chính chủ nhé các bạn nhé. Đi với hơn 3.000 cây này. Các bạn nhìn này, dâu lốp này còn nguyên. Long chỉ mua đấy, Long mua đấy. Chỉ lốp nhá, vẫn đeo xe luôn bạn ạ. Toàn mấy. Lốp dày bịch. Xe này thì nó là tuần thứ tháng 2. Xe này tháng 2. Tháng 2 2023 đúng không? Tháng 2 2023 các bạn này. Sản xuất này, càng lốp đều 2023. Tuần thứ 8 2023 này. Rồi, đấy. Long mua này là bao nhiêu rồi? Xe lúc đầu là về dán ni lông thì các bạn dọn thì bây giờ bóc ra rồi. Xe này bây giờ mua là 32,5 triệu các bạn nhá. Giá rất là hợp lý đấy. 32,5 triệu nhá, xe lướt lát xác định là thôi, xác định mua rẻ quá không ai bán. Nói chung là xe này thôi để cho anh em nào anh em mua xe mới, lướt. 32,5 triệu tiền dọn. 300 anh ơi. Thôi 3 làm 2 thôi, còn nào cũng 300 nghe này. Nghe nó ngứa tai. 2 lít bôi son má phấn nhá. Anh em cắt tóc bây giờ, con gái cắt tóc giờ 300 cũng 250 300. Đàn ông bây giờ ở Hà Nội giờ cắt tóc 80. Chính thức là salon cắt tóc giờ hết 80.000. Dọn xe mất 200 nhé. 32,7 triệu. Cộng cho anh em con này bản sáng xi măng. Bản này bản đang hot đấy anh em nhá. Cộng cho anh em 1,7 triệu nhá. Thôi nói chung là rượu Nhạt bán người nhớ. Cắn hơi nghiêng răng tí thôi. Nói chung là cái dễ bán, loại này bán như rau. Không khác cái rau. Bán rau còn dễ hơn bán rau. Bán là rau muống. Đấy. Đây một con xe này vừa mua là 7,7 triệu đây. Em dọn đẹp đẽ lên rồi. Giờ chỉ việc sơi thôi. Xe này chủ xe dọn đẹp lên rồi nhá. Nhưng mà mình cũng chưa dọn lại. Mua này là 7,7 triệu. Cộng cho anh em con này 1,2 triệu. Nói chung là thôi xác định là cộng triệu giờ mỏng lắm anh em. Mẹ gửi vào tận Cà Mau, Kiên Giang mệt. Đây ha, biển ha. Đời 2010 nha anh em nhá. Con này GX 110 đời 2010. Đấy, xe biển 30N4 4554 nha anh em nhé. Anh Dương Văn Mến bảo là rượu Nhạt bán này nhớ anh giải thích hộ em cái để em vào khỏi tí. Nói chung là có một cái đội mấy em đi vào quán, nhậu. Rồi là anh em gọi đồ ăn rồi giờ mẹ cho bà chủ quán đâu, mẹ cho tôi chai rượu. Ok anh. Đấy. Câu chuyện rượu Nhạt bán người nhớ nhá. Bà chủ quán đâu cho tôi chai rượu là mấy em, mẹ cho tôi chai rượu. Thế là bà chủ quán bảo nó chết thật mẹ, bác à, em mẹ nhà em hết rượu rồi. Thế này thì chết mẹ, gọi mồi ra không có rượu không. Đây lại có một chai rượu nó hơi nhạt đi. Có một chai rượu này, có chai rượu này nó hơi nhạt đi, các bác uống không? Thì cứ bác đánh về khó đấy. Có mồi hết rồi mà không có rượu thì đấy, chính thức câu chuyện là một câu chuyện rượu Nhạt bán người nhớ. Khổ gái mồi ra rồi mà lại không có, mẹ lại có mỗi chai rượu Nhạt thì đành phải thôi, nhỡ rồi đành phải uống. Đây nha, anh Dương Văn Mến là câu chuyện đấy, là câu chuyện rượu Nhạt bán cho người nhớ. Đây ơi, bao tiền con đấy? Một vòng vẫn được quay chuyện bán xe nhé. Câu chuyện không phải là Đó là ba chủ quán thôi nhá. Đấy, câu chuyện bán xe mà câu chuyện đấy là câu chuyện dân gian. Đấy, chết thật. Nhà em này không còn chai rượu hết, chết. Còn mỗi chai này nó nhạt. 8.900.000 nha anh em nhá. Thì cũng xong, đấy. Giá lên 110. Ok. Máy chất nhá, xe chất lượng mình trực tiếp mua đấy, xe chất lượng đấy nhá. Con này chính chủ đúng rồi. Bao tiền con này? 31 rưỡi. Đời nào? 220. 20 à? Đấy, chủ đang bên kia, chủ đang bên kia. Vâng. Chủ đó. Con này phải chính chủ bên dưới bán nha mẹ, chính chủ. Ô tô không mua đâu. Vợ chồng. Vợ chồng không mua. Thế gọi là cho vợ. Không, chính chủ nói chung phải liên hệ với vợ mình mua. Rõ ràng chứ. Phải chính xác đấy. Liên hệ được với lại. Có liên hệ được với chủ xe không? Có chứ, chồng kia lấy làm với vợ đâu được. Làm gì có ông nào. Đang viết giấy cường con ở trong nhà. Ừ, phải liên hệ với chủ. Chủ đồng ý bán mới mua nhá mẹ. Vợ chồng bỏ nhau mẹ, đang bỏ nhau mẹ đấy, cùng nó đến nó báo mẹ mất cắp đấy, cùng mẹ mất vô khủng xe. Giờ anh em cẩn thận đề phòng củi lửa mẹ, do đây mấy chục triệu bảo mua cái xe mẹ, không may nó đến nó bảo mẹ thằng chồng mẹ mới đi cầm tôi, anh chị đi phá. Mẹ chị không đồng ý bán cái xe này, thế là mẹ anh em mình phiền hà rách việc. Đấy. Xe xước sát, sửa sạt rồi, về sơn lại rất nhiều. Đang đòi đấy, bảo 31 rưỡi thì đang đòi. Thôi con này cứ giải quyết, Dũng để cho anh em con này để nhau 29 triệu. Ông bán buồn vừa giả bom 30 triệu nó xong rồi. Bom kệ giả lại 29, giả 28 thôi làm triệu. Anh cứ mua thấp nhất anh mình 30 để 5. Còn con này sơn cả xe luôn, xe xước rất nhiều. Xe xước rất nhiều, sơn cả xe. Tất cả mọi vợ, các thứ đầy đủ. Xe này nó xước nhiều. Xe không dán ni lông. Anh em xe máy nhớ dán ni lông vào nhá, các xe ga nhớ dán ni lông vào nhá, đừng có tiếc mấy trăm. Xe đô thị giờ xước hết rồi. Ông mặt buồn ông giả nó 30 rồi, nó quay lại chứ. 29 rưỡi. Còn này mất 1,5 triệu tiền sửa nữa. Tiền đồ. Thôi, 295. Con SH bao nhiêu? Bán cho anh Nhất Tảo. Anh đây dắt một con lít này nhá, lít này lít đẹp không bị xước sát gì nhá. Mang dán ni lông cả xe anh em nhá. Đây thiệu giới thiệu của anh. Giới thiệu anh em là 1 lít 2017, chủ dán ni lông cả xe rất là cẩn thận. Lốp vẫn còn. Đây, lốp trước là bạn ấy thay rồi, Đây, đổ sơn zin nhá anh em nhá, sơn zin. Rồi, sơn zin, máy zin, từ ra máy cũng là zin hết. Đang dán ni lông cả xe, biển 29I1 59873. Rồi. Thiệp mua bao tiền rồi, thiệp mua bao tiền? Đẹp. 26.800.000. 26.800.000. 2010 quá mặt cây 2017. 2017. 26.800.000. Chưa có dọn dẹp nữa, đang bóc ni lông đây, ni lông đang bóc này đây. Ni lông bong này, con này đấy xe dán ni lông mà nhìn bao giờ đẹp. Đây ni lông, để bóc phải bóc. Cộng cho anh em con này 1,7 triệu nhá. Thôi nói chung là mỗi thứ tí. Chả biết đắt rẻ không, anh bán mẹ cứ thế rồi. Mỗi thứ tí, có lúc nhiều con bán rẻ mấy triệu kệ. Không quan trọng. Đấy. Mở yên từ từ. Các thầy đã ăn xong đâu mà đã bê mất đi rồi. Đấy. Đây. Đấy nhá. Hiện tại 358 anh em vẫn đang xem. Thầy phong thủy có con nào về làm xe bò xe kéo không sếp? Anh thầy phong thủy ấy, chắc có tầm 2-3 triệu có. Đây có con xe bò xe kéo này. Con Win này em này. Anh lấy con này luôn à? Đây con Win bò kéo này, con Win này. Anh ơi em nhờ đi. Ok, đấy, một con xe này anh em nứt vỡ bò kéo rồi, anh em trèo đèo lội suối mấy anh em mông mủng mèo mủng như thế này làm con này, mấy đại ca trên bản này làm con này. Đây bốn xe dành anh em đi bản này, bản làng đấy, mấy đại ca mông xuống đây để bán làm con này đây. Trùng có nhá anh ơi. Win nhá, Win. Chủ xe đi từ Quảng Ninh lên đến đây được đấy anh em ạ. Chủ xe đi từ Quảng Ninh lên được. Anh buổi trưa anh em đến bán nên là được cái là xe nó chắc chắn. Nhìn quả đầu bò thì 4 ốc dài thật nhưng mà nhìn hai bên thì lại là lốc này. Honda đấy. Đây cái này Đồng Văn mèo bạc nó làm cái này. Anh em dành cho anh em nứt vỡ vừa tiền mà đi chở trâu chở bò chở anh em lôi lai lợn lai gà lôi. Đấy con này thiệp mua bao tiền bán rẻ thôi. Mẹ con này bán 3 triệu sếp. Đấy hỏi ý kiến sếp thì là mua 3 triệu. Tít Quảng Ninh thì bán xe 3 triệu khổ anh em Hoàng Kiên Hoàng Cường. Trên bác núi chủ mua là bác còn đang nhầm lẫn là Win 100 đăng ký 207. Đấy bác nhìn lẫn ông Honda bác cứ cam kết là Win 100 Honda. Đấy. hình thức thì hơi đuối tí. Đuối. Mua 3 triệu nhá, mấy em mông má ra này. Mèo mán đấy, cái này đi ngon. Mẹ máy ngon vớt nổ mẹ mẹ món này mẹ về ôi giời ôi tán bằng dính. Mẹ về mông má lại vặn vậy mẹ ốc ác mà. Được cái mỗi cái máy thôi, còn vỏ vùng thì thôi trông nó lầu nhiều. Giảm sóc thứ tạm được. Đấy, giảm sóc trước sau tạm được. Nói chung đi được. Mấy đây ca là mấy anh em trèo đầu lội suối. Cộng với em 1 triệu nhá, mua 3 triệu cộng 1 triệu thôi. Sao thì thôi, nói chung là Hoàng Kiên vẫn phải có tí để nuôi anh em nhá, quân quyền đâu, cứ phải có tí. Đấy. Đây không thì để hôm nào tôi qua xếp nhé. Ok anh thầy phong thủy nhá. Đấy đại ca thầy bói, thầy phong thủy rồi lên khách Hoàng Kiên. Anh trông chát chát đấy, không anh đi con ôi là sao quần cạo nào trong ác đấy. Ừ. Ô anh, vâng, ông anh thì đang xem live không không? Vâng, anh chào anh em trên này, giới thiệu bản thân, tôi đến từ đâu? Tôi Minh đến từ Hà Nội. Anh Minh, anh đến từ Hà Nội nhá. Thực tế anh đang đứng ở Hà Nội đấy. Vâng. Anh Minh đến bán một con xe, con này bác sẽ Grab bike chinh chiến hay là lính hình sự hay là bắt phạm hay kiểu gì mà giết ác đấy. À. Tôi bám rồi tôi lên đời xe khác. À. Đó đúng là đúng là. Ông anh đi ham hiếp ác thế, xe đi ham hiếp ác thế. Anh Minh bán con này bao nhiêu? Đấy em tôi bán đây 13. Dạ. Liệu có rẻ quá không? Đọc quá đi. Cuối 21. À. Bây giờ là 25. Con này anh Minh anh ham hiếp kinh quá. Bác ở Đống Đa. Tôi Đống Đa, Văn Kiều Đống Đa đấy. Em hỏi qua ngoài luồng thì anh đi nghề nghiệp gì? Đấy, tôi làm ráp mà. Có ráp à? Ráp mặc áo xanh chuẩn không có, mặc áo trông chắc chắn như hình sự. Bây giờ ra mình để mặc áo ấy nữa. À. Lộ nghề nghiệp. Hàng taxi nhá anh em, hàng taxi. Taxi thì anh hiểu biết rồi, nếu mà dòng ô tô taxi thì nó là hoán tải, anh em biết là biển vàng thì anh biết là giá cả thì nó như nào ấy. Xe máy Grab thì anh biết nó giá như nào. Ôi bây giờ bán rẻ thôi, xác định là xe bán rẻ thôi. Xe này mình chỉnh được cái Honda vẫn luôn, gọi tôi đi ấy bảo dưỡng, nhưng mà tôi có gì đâu bảo dưỡng, ngoài dầu mỡ ra, chẳng có gì dưỡng cả. Thôi chương trình nhà anh Minh nhá. Hàng taxi thì anh biết là nó như nào rồi, em thì anh em chắc là anh xem 200 like em luôn đúng không? Được, đúng rồi, 200 thôi em xem like thôi anh em, mình cũng không đến thì bảo không mua thì không phải, nhưng mà đến cũng phải giả giá. Buôn bán thì xe thì có chê gì đâu, buôn bán thì nó là đủ phân khúc các nhà. Thôi em cũng mạo muội giải quyết cho nhanh, anh để cho em tròn 10. Không, 10 không được. Bán mẹ cho 10, mẹ nói anh không, kiếm cho anh bao nhiêu tiền rồi. Hết, anh em để 13 là bán được đâu. 13 không để 10 được. Nhưng mà giá đấy thì em không mua được. Không đâu, anh không mua, người khác mua. Không. Ông anh quý mến đến bán nhưng mà ông em giả nhá, ông em không giả giá, bĩu môi nó khó. Hàng anh em con này con Vios nhá, Vios chạy taxi Mai Linh. Anh em hiện tại là nó năm nay là nó 73 tuổi rồi. Em nó sinh năm sản xuất 2022. Nó vừa mới cuối 21, xe cuối 21. Đúng rồi. Cháu nó mới mua năm ngoái, nhưng mà năm nay nó 73 tuổi, mẹ sống gấp. Kinh, mẹ sống gấp giờ này nó bia rượu hãm hiếp. Xe mình phải đi là như hỏi xe để nhà cho mới ấy. 73 tuổi mà vẫn ngon như ngày nào. Mẹ ba cụ 73 tuổi. Xe đi đường dài êm lắm. Vẫn ngon, vẫn ngon. Như xe 45 chỗ. Con này con Vios nhá, hàng Vios ấy, giống Vios nó bền lắm, giống Vios nó bền. Thôi anh Minh nói vui thôi, anh bán ra giá là cái giá cả nó đi cho anh em mình giao việc xem. Giá là 13. Có lùi không? Đó, có lùi không? Được. Chẳng hạn 11 có ra không? Không chẳng hạn thế. Ý là chẳng hạn thế. 11 không lùi. 11 rưỡi không ra, không ra đâu. Nói chung tự hiểu đi. Đó. Chỉ có người mua nhầm, người bán không là nhầm nha anh em, xác định. Mua cái gì cũng thế, chỉ có người mua nhầm, không bán cũng được nhầm đâu. Của cái này tôi biết. Đây. Thế cảm ơn anh nha, chắc là thôi vụ này anh em vâng, nói chung là ông anh nghe vẫn còn tha thiết xe quá. Đâu có bán rẻ thôi, sao đi taxi thì mình phải ăn kiếm rồi. Em anh ông nào mẹ cuộc đời ông nào ông ấy mẹ mua cái xe của anh thì nó thật sự nó cũng không may mắn lắm, máy nó chưa làm gì cả rồi nó tốt, nó rất tốt. Cái là êm ngay rồi nó chỉnh lại, mình không muốn ra nữa, mình để nguyên thế này đấy, đúng không? Nó là thật rồi đấy, nếu anh không lấy được bàn bêu Nguyễn Hoàng. Câu chuyện biết là không trôi mà. Ok, cảm ơn anh nhá, đã đến với em nhá. Ok, lúc nào về chia sẻ bài cho em anh em khác. Đúng rồi, tầm trung anh cho đây, chào anh em này. Một con vai ớt chạy taxi, anh em thôi nói chung nó là mặt trận ngoại giao thế. Nói chung đẹp lòng là mọi người nó mới là quan trọng, chứ còn nếu mà mua bán thì đơn giản. Đây một chiếc click nãy anh em đang hỏi và click này khát vọng đam mê, xin ít giá con win và gửi ít ảnh nhé. Anh khát vọng đam mê ơi, con xe đấy là em nói chung là xe cũng bình thường thôi, máy móc. Nói chung là xe xấu, được cái máy tốt tí thôi, mấy triệu bạc. Anh em khát vọng Tây Nguyên, tít trong Tây Nguyên nữa, đại ca cũng xem này, xem lại ông Kiên này, anh em xa xôi. Nào gửi ra ngoài là làm mấy quả sầu riêng ăn, mùa sầu riêng ngon thế, ăn ngọt. Cái giống sầu riêng nữ hoàng các loài cái trái cây nó ngon, thơm. Rồi anh em ơi, một chiếc click nha anh. Chào Đô, đúng rồi. 2011. Anh mua về dọn. Ok, khát vọng đam mê ơi. Anh cứ mua luôn đi. Nói chung là khu nào mà ăn phải quả grab vừa rồi là mẹ mày số nó cũng là thật sự ra nó không được may mắn cho lắm. Để qua thôi, mình ngoại giao thôi, mình kinh doanh thì mình ngoại giao. Tiền mua 7 triệu anh ạ. Con này mua 7 triệu nha em nhá, 2011 xe đẹp, cậu với em 1,2 triệu, chưa có bao dọn đâu. Chưa bao dọn mọi người nhá, 7 triệu. Anh Hương Vũ, Hoàng Kiên dẫn chương trình quá hay. 8,2 triệu, cái 2011 quay gần trên đi. Click được cái con này sơn lên. Anh khát vọng đam mê, anh video đang phát trực tiếp hộ em cái. Đấy, anh quay một vòng chưa? Quay một vòng. Một vòng rồi. Bóc này. Em 8,2 triệu nhá anh em nhá. Đây là một con Simpson hôm trước đã có một đại ca khọc rồi, đại ca giờ lại bỏ em bơ vơ giữa dòng đời đây. Một con Simpson này anh em nhá. Ẻn tinh tinh này, một con Simpson này, xe nó nguyên bản đấy, nguyên đan kiện đấy, tí em cho anh em nó vặn vẹo lại hộ cái. Một con Simpson này anh em nhá, bán cho anh em bây giờ bán, nói chung là nhịp 1 không trôi mẹ, bán lần 2, bán 25 triệu. Rồi. Một thời gian khó. Simpson bây giờ. Để quay vào một con Simpson này. Mua của em Đức ở cà phê Hội An này anh em này. 25 triệu. Bán anh em 25 triệu con Simpson này để về cho con chủ quán cà phê nhá. Đây. Đây. Anh ơi tí dắt cho Tín cho dọn lại nhá, tí dắt cho Tín họp viết phiếu dọn lại cho anh cái này. Bán 25 triệu con Simpson này nhá. Trước là mình mua của Đức cà phê, chủ cà phê Hội An đổi con đồ vây ấy, mua 27 triệu ấy. Em Đức mua 27 triệu thôi, rồi này vừa rồi ông anh đặt cọc lại bỏ em bơ vơ giữa dòng đời thôi. Hoàng Kiên hạ giá xuống 25 triệu. Đấy. 25 triệu anh em nhé. Đấy. Quay gần đây cho anh em, đấy Simpson bình cốp zin nhá, bình cốp zin máy móc cũng đẹp lắm, nói chung cũng được. Xe nó dành cho một thời để nhớ, xe này một thời để nhớ anh em nhá. 25 triệu em ơi. Con này anh em ăn Cường tài chính 25 có mua gem nào chơi được không? Mua được anh Cường ơi. Chính chủ Thị Ngọc Ánh kiểm tra xem là chồng đúng không? Photo sang mình. Ok chạy lên đi con nhé. Quay vào con xe này đời 2020 em nhá, em nó đến từ Thành Nam. 18. Xe này sơn tỉa anh em đầu tư với sửa mất triệu nữa nhá. Bản Black Edition. Sơn tay sách nha anh em nhé. Để 18. Quay. Xe này thông báo anh em phải liên hệ với chủ, chủ ra Zalo mới mua được nhá. Gọi điện phải Zalo nhá. Bây giờ không có thì không lấy đâu. Vì mẹ mấy cái đồ Honda này giờ trộm cắp với nhiều kinh lắm. Sợ. Mẹ toàn đi mẹ lanh quanh tôi bán là sao bắt đèn bắt bớ nhau chết. Sợ lắm, nói chung là mấy ông ngoại tỉnh nên là khiếp. Thế là đây là giả Dũng là 38 rưỡi, à 28 rưỡi nhỉ? 29 rưỡi xếp à. đâu mà buồn giả bóng 30 thì xếp nhiều. Ok, chốt cho Dũng dòng này nó giữ giá nhá. Cũng là thuộc về rượu nhạt bán cho người nhỡ thôi. Xác định là 29.500.000. Phải xác minh giấy tờ nguyên nghiêm chỉnh mua nhá. Phải liên hệ với chủ mua nhá, riêng cái giống này nhá, anh em đừng mua ẩu. Đã mua lằng nhằng là bắt đèn chết. 29.500.000, cậu em 1.700.000 chưa có bao dọn nhá. Thế thì anh em làm này đời 2020. Dòng này nó máy nó là vô bền vô lối rồi. Chạy hơn 2 vạn, xe chạy hơn 2 vạn. Cái giống nó tốt lắm, bền. Đấy. Đấy. Bản đen Sun Black bản đắt nhất hiện nay. Đó 2020 anh em nhá. Đấy, chạy hơn 2 vạn, bản LED 2 tầng đấy, màu đen. Em quay lên bên này. Quang Vũ LS50. Anh em về có thể sơn tỉa một tí món rẻ này. Có nha anh nhá, anh Quang Vũ ơi. 29.500.000 SH150. Cộng 1.700.000 SH150. Chưa bao dọn người nhá. Đẹp thì mua, xấu thôi. Đây có con xe này đã giới thiệu anh em con này, anh bán con nuôi thái nè. Anh chốt giá là bao nhiêu rồi? À, anh 8 triệu à? Anh chào anh em. Xin chào anh em nhé. Vâng, anh giới thiệu tên ấy. Tên tôi là Báo. Bảo à? Bảo mua anh, nhà mình mấy cái này. À, anh ở đâu qua đấy? Tớ ở dưới Bạch Đằng. Bạch Đằng. Sáng cái chụp cho hai loại. Cấp cứu 115. Cháu đôi là để anh em giặt nhà thì tốt. Anh Bảo con này máy móc gì đúng không em? Đấy ra rồi. Đồng lắc nhắc nhỉ. Con này con đuôi Thái 100 đúng không? Rồi máy 00 đuôi Thái 100. Đi được không anh Bảo? Đấy em nó đi rồi đấy. Không này, lót gác nhỉ, xe lót gác. Ông phanh không ăn này. Bây giờ thống nhất là giá cả bao nhiêu? Để mẹ em 7 triệu. Bán mẹ em 7 triệu cho nhanh. Không em ơi. Bầu trời nó không mưa anh Trung Trung ơi. Rất là đẹp, bầu trời nó vô cùng đẹp luôn. Đấy, xa xa kia là tòa FLC của anh Trịnh Văn Quyết đấy, trụ sở chính của FLC đấy. Toàn bộ FLC Quảng Bình, FLC Sầm Sơn bây giờ anh em là người khác quản lý mất rồi. Đây là trung tâm điều hành nó là ở 265 Cầu Giấy đấy. Phố Chùa Hà nó đối diện 265 Cầu Giấy đấy, đấy tòa nhà xanh xanh kìa, FLC. Và trụ sở chính của ngân hàng VIDB của ngoài Bắc ấy. Đấy, 52 Chùa Hà này là cũng một tòa nhà cũng hướng được phết đấy, anh em ạ, cũng to nhất phố đấy. Diện tích mặt tiền có 15 mét, mặt đường ấy mà có đáng bao nhiêu? 1970. Làm rất nhanh. Ôi đằng nào ăn ấy, anh em thật em nhìn thấy chán lắm ấy. Xe khổ, lộ khổ, chán lắm. Nhìn cũng khổ. Nha. Thôi, để cho 1975, để cho 7 triệu rưỡi anh nhá. Thôi nó chung là mình tính toán làm gì. Bán cho bọn em đây có cơ kéo xẻ. Cái con đây vừa đấy là 7 triệu rưỡi, con đấy đâu nhỉ? 7 triệu rưỡi con nào? Con à đây, dắt đây rồi. Đấy. 7 triệu rưỡi đấy, em vừa cho anh em dắt đi rồi. Dạ vâng. Qua ra cho tới xem. Ôi chốt con này đi, anh em trên live anh chốt em. Ok, chốt cho anh 7 triệu rưỡi. Chốt anh em 7 triệu rưỡi, cậu em 1 triệu rưỡi. Thế rồi. Anh Diệp ơi, cho anh xem luôn con xe mua 7 triệu rưỡi vào trong. Anh hiểu lúc nó cứ bắn binh sang bộ. Đấy. Ôi Thái không đi đi rớt. Cũng không sao anh ạ. Anh đi làm có cái cốp để giấy tờ. À anh đi làm nó có cái cốp để giấy tờ. Ok. Ô để quay vào đi. 7 triệu rưỡi cô ơi, Thái 100 nhá anh em nhá. Em nó đến từ Hà Nội, anh Hai Bà Trưng. Đấy. 29D21 nha anh em nhá. 54655. Rẻ nhở. Mua giá này rồi là hợp lý đấy, quê Thái mà. Máy vẫn đang nổ nha anh em nhé. Thôi Nguyễn ơi, có xe 50cc nhá. Được cái đồ đoàn nó còn zin nhiều nhá, hầu như nó còn zin hết, nhưng mà những cái là nó chung phải thôi, xe nó loại loạn rác luôn. Vừa tiền thôi, xác định là không để long lanh quá không có đâu. Đây, đang bán ra đấy. Sang bên này anh em ra đây thì thầm mùa xuân đi. Cứ ra đây phải xe cộ nó nứt vỡ hết rồi, giờ này mẹ on ẻn làm gì. Ra anh ấy đang ngày chốt với anh là 5 triệu rưỡi. Đấy thì anh đang trả anh là 5 triệu. 5 giờ rồi, giờ này 5 giờ chiều rồi. Bây giờ là bán, anh bán là 5 triệu. 5 triệu rưỡi thì anh đang trả là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Chắc là ý bác là 5 triệu bán. 5 triệu bán. Ok, cảm ơn anh em nhá. Giới thiệu anh em. Giới thiệu anh em trên này. Ok, không sao cả. Tăng tin thoải mái. Đây là Toán. Mua từ mới, con này mua mới đúng không? Không, tên chủ nhân người khác. Thì anh mua lại. Thôi cứ thống nhất con này nha. Em đang live trực tiếp. Anh đang live trước thôi. Anh em thống nhất này nhá. Anh em mình cứ lấy rồi tròn buộc. Phai mình liền, tròn buộc cho nó 5 triệu. Giờ để cho nó vào anh em nó nhanh. Bọn anh đây, mấy anh em đây, cảnh anh em nứt vỡ giờ khó khăn lắm đấy. Kinh tế giờ rất khó khăn. Nắng ngồi khách khứa, không có một khách làm giấy chợ vắng tanh thì nó không có ai đâu. Toàn thợ ngồi view. Chốt cho anh 5 triệu. Ok, anh em chốt đi. Vào dẫn đi, dùng vào dẫn đi anh em này. Chốt 5 triệu nhưng có cái mũ úp nhà lên đâu 500 anh em ạ. Này nhiều lúc anh em có cái mũ úp nhà lên nó khoái thôi. Đấy, 5 triệu đồng một con Gravita mẹ, giá còn hơn cả mẹ, thôi vứt cụ đi, rẻ quá rẻ cho một cuộc tình. Cháu đó có mua úp lên 500 nhá, là 5 triệu rưỡi đấy, không có 5 triệu đâu. Sơn zin, máy zin. Máy zin đi em nhá. Em nó tên là Gravita anh em. Đây. Máy ngon lành. Rẻ quá nhỉ, giá rẻ thế, xe cộ giá như trò này không ơi. Đấy, nhiều lúc trên live anh em nó bán rẻ cho mình nó khoái như thế này. 5 triệu rưỡi rồi anh em nhá. Gặp anh em là căng đấy nhưng mà động cho sếp các sếp trên này con này rẻ này, rẻ ôi. 5 triệu. Giao tàu ớt. Gravita đấy. Gravita. Biển 18. Cậu anh em 1 triệu rưỡi nhá, anh em nhá. 5 triệu rưỡi cộng 1 triệu rưỡi. Mua là có 5 triệu. Có 5 triệu. Nhưng mà có cái mũ úp nhẹ lên đầu anh em bán nhà, bán đất rồi bán kinh doanh, anh em giới kinh doanh cho biết. Bao giờ nó phải có tí gọi là trung gian. Đấy, nó không có tí trung gian thì anh em không có việc. Gravita. Quá Văn Phùng gọi sếp Kiên khéo tán tỉnh quá. 295. Liên hệ với chủ nhá. Zalo thứ này đủ, mua bán nào Hoàng. Đây một con xe 50cc, con này mua có mấy triệu bạc này, 4 triệu rưỡi này. Con này. Anh em trông nó hơi lê tê tí, chưa bóng mái thôi em nhá. Một con 50cc, anh học sinh sinh viên giờ này xác định nó quá là khan hiếm rồi. Đây, bao một năm ra bao nhiêu bạn học sinh rồi các cháu giờ mỗi bao nhiêu bạn cái xe. Bao nhiêu các cháu học sinh thì bấy nhiêu cái xe máy 50cc nó phải Sirius anh em nhá, biển 36 50, tóm này 50. Có nhá Kiên Nguyễn ơi, tầm NVX nhiều mà nhà nhiều lắm. NVX. Hành đúc 50cc. Dành cho học sinh sinh viên rồi. Đấy. Ok. Con này mua bao tiền nhỉ? 3636. Mua bao tiền con này có ai biết không nhỉ? Tuấn là mua 4 triệu rưỡi anh em nhá. 4.500.000 anh em ạ. Tầm này giờ tan tầm nó đắt xe. Sorry anh em là dắt xe con này nó không có tay sách là nhiều lúc mà. Dạ. 4 triệu rưỡi chưa bao dọn nha, con này dọn phải mất vào 500, 5 triệu. Con này dọn đẹp mất 500 tầm vào 5 triệu anh em nhá. 50cc cộng cho các cháu bố ba mẹ học sinh 1 triệu rưỡi. Đấy, chú Kiên dọn đẹp có thứ 500. 6 triệu rưỡi con này nhá, 6 triệu rưỡi. Đấy. Này được máy chất lượng, mẹ máy ngon thật, quả xoài máy, ui, máy thút thít luôn. Đi không cần bằng anh em nhá, các con tầm này đang khan hiếm. 50cc nhá, đợt này các ba mẹ tranh thủ mua, không có mấy nữa vào học không có xe đâu. Ai đến đây mua xe 50 không có đâu. Liên hoan có ông khách vừa mua xe SH thì mình về đi là liên hoan phát ra phạt 4 củ mấy. 3 củ à? Ông anh vừa rồi á? Kệ em liên hoan. Liên hoan. Ok anh em ơi, một chiếc S150 đời 2019 nhá anh em nhá. 2019 CBS. Túp nếch tiếp tôn thôi. Xe gem nào 10 triệu máy zin không? Không có đâu. Rồi. Anh em phải cố lên zin Thái giờ nó đột biến rồi. Anh kiểm tra cho em con này biển 36C1 39283 nhá anh nhé. Vũ chờ tí. 39283 150 đó 2019 bản LED 2 tầng. À, màu đen bóng nha anh nhé. Bản LED này rất là nhiều người ưa chuộng này. Đấy. Ừ. Quay gần cho em cái lốp cái ốc nha, cái lốp này. Ủa, có ốc ác này, lốp con người rất là dày nha mọi người nha. Biển 36 150 CBS con xe này, một con xe mẹ video mình rất là tâm huyết con này giờ vẫn nằm đây. Xe một chất lắm, con này tốt. Chất mà con này có 8.000 hơn 8.000 cây đây nha. Xe chất thật đấy. 150 nha anh em, CBS. Rất ngon. 2018 2019. 150 2019 nhá, anh em đã đến từ xứ Thanh. Mình bán ra này 73 triệu nhá. Xe này nó là mẹ nó là siêu phẩm luôn. Xe này đi ở 57 năm không hỏng. Xe nó chất lượng cao luôn đây. Em có mua tất cả các tỉnh trắng nõn luôn. 2019 bản LED. Này, đường kim mũi chỉ anh em nhìn. Mẹ trông mẹ đứa nào xinh nhìn nó đẹp ra mặt, mẹ trông chắc chắn. Lánh con bà tánh. Em ơi, dắt con zin muốn làm mấy con zin đây cho nó đỡ nhạt đi. 50 CBS, điện 36. Lại 312 em đang xem, đấy máy vẫn nổ đấy. Có con quay. Không nhớ rồi anh em ạ. Đây là một con da lốp anh em ạ. Một vòng. Da nốt nha anh em nhá, một chiếc da nốt màu trắng xanh. Ừ. Đấy, màu phối rất là đẹp. Quỳnh Lan Dường ơi, Quỳnh Anh Lan Dường ơi, nhắn tin anh bên anh không rác. Bây giờ nhiều người nhắn tin anh em liên hệ vào luôn video nó phát trực tiếp hộ cái. Có số điện thoại anh em cứ điện thoại cho bên bộ phận Quỳnh này, Long này với các bạn 4-5 marketing mình trực tiếp nghe. Bây giờ nhiều lúc các bạn ấy cũng nói trò thật ra nhiều hôm các bạn ấy cũng quá tải đấy. Thực tế là mình like ngày này. Đây anh em nhìn đẹp không? Tất cả 8.000 km anh em nhá. Rất là mệt luôn. Nhờ cho ngồi cân phát nào nhá. Bao cân đây? 63 cân rưỡi. 63 cân rưỡi, ok, cảm ơn nhá. Em nhờ thì sẽ thổ lóc 1 cân. Đúng 10 cân. 54 cân. Mình 63 cân rưỡi. Ok, cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em. Kiểu nó ghé tí mẹ. Đỡ mất 2.000 mẹ ra đi đường này mất 2.000 đấy nhá. Bây giờ chắc lên 5.000. Đỡ mất 2.000. Giờ 10.000 rồi. 10.000 rồi. Cân là 10.000 rồi. Ngày xưa anh cân 2.000, 10.000. Có cân 2.000 với 5.000. Ngày xưa cân đo đong, chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, thử sức kéo. Thân hình hơi gầy một tí. 9 cân. Ra nốt anh em nhá, con này biển 36 cộng em 500 tiền dọn nha anh nhá. 8.000 cây. Đấy, xe rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Dành cho các chị em nhỏ xinh, anh em nhỏ vừa người đi dòng này nó ok. 2018 anh em nhá. Con này mua giá lợn chết nha anh em, bán cho anh em 16 triệu 500 thôi. Đấy, 16 triệu 500 nha anh em nhá. 2018 biển 36B6 57340. Rồi con này dắt xong rồi. Bên này xong rồi, dắt tiếp con này đi. Rồi tiếp theo một chiếc Dream. Mời cả nhà nước làm chén nước cho nó đỡ khô cổ bỏng họng đấy. Dream Thái nha anh em nhá. Rồi, đợi anh quay cho em một vòng Dream Thái đi. Dream Thái biển đầu máy 816 nha anh em nhá. Đây quay gần cho em. Vành bánh tam nan con này đẹp này. Ui, phải chắc cao tiền sao nhỉ? Đấy, một vòng cho em ra máy zin nha anh em nhá. Ra máy zin, sơn zin này. Hộp xích zin. Tam nan bên này zin. 29T1 anh kiểm tra cho em con này, 29T1. 20896 nha anh em nhá. Đây một vòng cho em bên này. Bô 1985 nhé mọi người nhá. Con này cao tiền đấy, không ít tiền đâu. Em số cho anh 2 triệu này. Ra máy đẹp. Con này bán là 59 triệu anh em nhá. Em không có máy đâu, máy này máy của anh em đó. Em chụp ảnh nhá gửi. Bộ phận marketing báo con này xuống 2 triệu so với giá kế toán nhá. Bộ phận marketing báo chị cái máy này chị không một mình không ấy được. Bán là 59 triệu. Ôi đấy rồi. Rồi đem Thái sơn zin máy zin. Đấy. Đấy. Hôm nay đánh lô 5464. Rồi. Anh 64 à? Anh 64 cân à? 63 cân rưỡi 64. 63 cân rưỡi. Thế thôi, xương ơi. 1m73 nặng 64 cân. Thế thôi, xương xương thôi anh em ạ. Béo làm gì. Béo giờ toàn tiểu đường mỡ máu sợ lắm. Ăn uống ít thôi. Bây giờ ăn uống vừa thôi, ăn uống như nhà bây giờ nhà nghèo sống lâu như nhà giàu lại nhanh đứt. Khổ quái bây giờ mấy ông mẹ ăn uống tây mồm tây mõm bây giờ nó lại nhiều lúc nó rối loạn chuyển hóa là ăn đòn. Ok anh Chiến Nguyễn, cảm ơn anh. Ăn vừa đủ thôi, chơi vừa đủ thôi thì mới sống được. Xã hội giờ ăn nhiều càng chóng chết. Ăn ít thôi. Đưa đi Việt Nam nhanh nhanh nha. Đây muốn đi Việt Nam, ok. Đấy con này là biển 88, đuôi 54 đây anh em ạ, không phải đuôi 74 đâu. Đúng không? Đúng rồi. 24254 nha anh em nhá. Đó đi Việt Nam 2013. Anh 88 Phùng gọi nghe xếp Việt nói chỉ muốn bán xe thôi đúng không ạ? Thân hình hơi nặng một tí. Dream Việt Nam đời 2013. Trông đẹp như Ngọc Trinh ấy. Ừ. Rồi quay cho em một vòng. Máy zin nha anh em nhá, sơn zin luôn này. Đấy, biển 88. Đuôi 54 đây anh ạ. Rồi. 54 đâu. Ra máy ra máy zin. Đăng ký 2015 nhá. 2013. Ừ. Đăng ký 2015, pha kính đẹp nha anh em nhá. Đây. Tí này. Bánh tan nan đều đẹp. Bên này đây. Con này bán ra để cho anh em là 35 triệu nhá. 35 triệu. Tiếp theo một con xe Grand, đâu ta Grande nha anh em nhá. Màu Grande bản đỏ đen sần. Ừ. Đấy, bản đen sần biển 29B170904. Ừ. 29B170904 màu đen sần nha mọi người nhá. Bán 20 triệu 500 anh em nhá. Rồi đời 2016 bao nhiêu? Bán 20 triệu 500. Này. Đúng rồi. Khả năng em mới Thiệp lên trên anh Thiệp ơi. Anh mới dùng khả năng lên trên bán một số xe trên Exciter, trên Winner Exciter. Om lâu quá khổng lên. Tôi có một ít xe tồn trên mấy ga 50 không trên tầng 3 tầng 4. K50 như là trên tầng 4 đúng không Thiệp ơi? Mấy con Winner các thứ mẹ đẩy đi mà chết rồi. Đây một con xe này Vario anh em nhá, Vario màu xanh. Con này chạy ít km mọi người nhá. Vario quay thêm một vòng đi. 2023 nhá. Đăng ký 2023 anh em ạ. Vario 160. Mua là 43 triệu nhá, cậu em 2 triệu. 160. Đây là những người mệnh thủy, mệnh mộc. Đây. Anh vào trong nhà đi ạ. Anh lấy xe qua anh đặt. Đấy. Cọc rồi, anh khách cọc rồi. Đẹp chưa? Thôi không ra nữa để cho Kazi thôi. Con mới. Ấy lên đây, mấy con thuyền để trên này đi. Đây để tí lên trên nhà. Nora anh em nhá, một chiếc Nora. Kiên có một cô quay 110 màu đen nào không? Có màu vừa xong màu xanh đấy anh ạ, vừa mua xong đấy. Nô ra đời 2013. 300 không dọn, ok. 300 à? Anh ơi cộng 300 Đức Báo cộng 300 dọn con Nô ra đấy nhá. Mua xong với cộng luôn. Biển 29H1 2529525. Đấy, quay Thái biển đuôi 55 giá sao bạn? Con này mua là 8 triệu 2 anh em nhá. 7 triệu rưỡi cộng 1 triệu 7 anh ạ. 8 triệu 2 cộng 300 tiền dọn à? Vâng, 300 tiền dọn. Đó 8 triệu rưỡi nhá. Thật. 8 triệu rưỡi nhá, cộng cho anh em con này 1 triệu rưỡi. Không 1 triệu 2 nữa. Em cộng có 1 triệu 2 em nói thật 1 triệu 2 cửa. 1 triệu 2 giờ quân quyền này ông này ăn tí mẹ nhà em 40 con người ăn không mua gì. Nhiều lắm anh ạ. Anh ơi thịt con chó phát là mất con chó, mà thịt con dê là mất con dê. Thịt con lợn là hết con lợn. Thịt con bò là ăn rỉa ra nó hết con bò. Mẹ cá ao cá. Rồi mình mang nải chuối lên một phát một bữa nó dèo nó vặt vèo phát còn mỗi cuốn không. Mẹ nó không đơn giản đâu. Quân quyền đông em ạ. 40 con người ăn uống tốt. Đấy. Mang buồng chuối và cả gánh và cả đòn gánh đến ăn bữa cơm xong hoành phát còn mỗi cái cuống không gì ấy không ăn chấm cỏ. Rồi tiếp theo một chiếc giới đích anh em nhá, 2015 đấy Đấy, anh ấy đến thực tế đây đấy, mình cộng cho anh em 1,2 triệu đấy, anh em cứ chấp hành đấy, cũng vô tư mà. Người trên không như người dưới đất nhá, anh em online cũng như là offline không sao cả. Đấy là anh dân đấy là mua đấy là cũng là 5 mồi đấy, anh em câu chuyện đấy thực tế đấy. Thực tế là cứ phải làm 5 mồi đấy. Cũng phải có lương, nói chung là buôn bán này dẫn dắt đến phải có lương. Anh em mua nhà mua cửa thu về bao nhiêu rồi bán 30 triệu mét tôi kênh lên 32 triệu tôi làm 2 triệu đã theo lúc môi giới phải kiếm tí. 29N29N140267 ok 300 2015 cũng 300 tiền dọn Đức bảo 300 anh em rồi đấy giá thích nha anh em nhá rồi trời cô đấy bán anh em con này 11.500.000 nha anh em nhá. Cho nó dọn đất luôn. Thiệp rồi, thiệp rồi. 11.500.000 nhanh nhanh nhanh, Thiệp ơi. Thiệp ơi, thiệp để cho anh em đi. Trong nhà nó cũng đang díu dít. Đang đông khách anh em ạ, đang đông khách. Khách khứa này cũng đang đông. Đông khách. Con nào? Con này cầu rồi. Cầu ngay thế. Cảm ơn anh em nhanh lên. Vừa đọc giá thôi, cầu rồi, có người cầu mất rồi. Đây đồng nhung nhá. Đồng này phi đồng nhanh nhá. Anh em đâu à? Đấy, đồng nhung với anh chị Dung phục vụ anh chụp ảnh. Đây con này 22 phi nhanh thế, phi để anh theo chết. Theo cũng mệt. Đây. Okay, 286 anh em đang riêng. Quay giờ đích biển 22 anh em nhá, biển Tuyên Quang. Sức ngọc quạng mà anh Kiên nói hay quá không, nói thực tế mà cái gì cái câu chuyện là thật thà là ma quỷ quái mình nói thật, nói gì đúng. Thật thì mới tinh thông, nói thông thì nói không gấp. Ông nào mà cứ vớ vẩn mẹ nói phốc ngay. Chuẩn bị anh em lên đích nha, thử huyết ơi. Rồi biển 22 Tuyên Quang nha anh em nhá. 17 nhé. Con này mua bao tiền? Em ơi, con này bao tiền chưa biết giá. Trang ơi. 9706 22 nha, 22K9. Vừa mua xong. 22K99706. Máy ngon hết nhá. Con kia đầu lai bán rồi. 9706 bao tiền em? Đầu lai bán rồi nhá, con này cuối lai mới bán chưa? Đấy, con kia mua cộng chiều 2 bán rồi. Mua 77 anh ơi. Con này cũng mua 7 triệu 7. Ai con. Cho con này một con ở Tuyên Quang, một con Hà Nội thì chắc chắn ông chọn Hà Nội mất rồi. Ông này Tuyên Quang khổ cái máy này ngon. Thế máy được anh ạ, con này máy được hình ảnh. Chắc hơn tí. 7 triệu 7 cộng em 1 triệu. 8 triệu 700 nha anh em nhé. Đấy không xe chất lượng, xe chất lượng cao. Thế Nota Galen mua về cho xe này về các bé học sinh nào bắt đầu vào đại học các thứ vào đi con này hợp lý. Bao tiền? 500. Đức bảo 500. Rồi. Một vòng. Nota anh em nhá, màu xanh tím, con này biển 29P1 15616. Rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhá anh em nhá, dành cho các cô, các mẹ, các chị, các em, các cháu đi học đều được mọi người nhá. Đấy, gương lược vẫn còn đưa cả đôi này, xe dọn này. Anh cộng cho em con này 500 nhá. Yamaha 11 triệu 500 nhá anh em nhá. 11 triệu 500. Đấy. Đấy 012 anh em nhá. Đầu này 4 ô mẹ biển đẹp nhỉ, 4554 mình biết. Chạy vạn mấy đâu. Biển đẹp nhỉ. Biển đẹp quá nhỉ, 4554. Không để ý đâu, em không để ý biển đâu mà. Nhiều lúc bán nhiều nó loạn đao pháp không biết đâu. Ok cảm ơn anh nhá. Vâng. Hôm nay của anh hớm như ngày nãy. Anh cũng phải chào các anh trên này cả. Đấy quan trọng là các anh trên này. Đấy một chiếc có cái xe gọi là LE đi. Lít anh em nha, lít 110 và không nói là gì đó LEAD. 300 ạ. Bây giờ tiếng Việt cho nó dễ nhớ. Đẹp nhỉ. Cộng 300 anh ạ, con này cộng 300. Xe nhìn trông kiểu tả nhìn xe nó đẹp thế. Sỏi rồi máy. Cộng 300 nha anh nhá, cộng 300 tích vành gồ chân chống điện đấy. Đời 2012 anh em ạ. Sỏi anh em nhìn cái xe đây biển năm sinh 1997 nhá. Bạn gái nào? Đây từ từ quay em nút sờn nút công tắc đẹp không? 2012 nha anh em nhá, 110. Vành gồ chân chống điện dọn ngon lành cánh đáo hết rồi. Biển năm sinh nhá anh em, biển năm sinh em quay cho cái biển này. Xe vừa chất với biển đẹp. Con này gái vừa đẹp vậy trẻ trung này em nói 1997 mới sướng này. Mãi 1997. Nguyễn Anh Ba có xe hơn 1 triệu. Thế già trắng không má nào Ngọc Trinh. Chìa khóa một đôi, nó không những đẹp cả biển, nó đẹp cả xe, nó sướng thế nhỉ. Này Võ Yên vẫn tin theo xe này. Con này đẹp đấy anh em. Cô bé này người hơi nhỏ nên này nó không được yên, nó không móp tí nào luôn. Cả thế giới trong nhà, trong cốp này. Biển Nam Sinh. Bao tiền là gọn hết bao nhiêu? 300. 14.700.000 con này nhá anh em nhá. Bao dọn cho anh em rồi, 14.700.000 là bao dọn hết rồi đúng không? Cộng 300 rồi đấy, bao dọn rồi. 2012 anh em nhé, đời chót, đời cuối đấy, đời cuối cùng xong bắt đầu lên lít đời 125 đấy. 14.700.000 con này. Rồi anh em sang nhà đi, ở Thiệp đi. Đây chắc là mình cũng nghỉ tí cho anh em sang nhà. Dung giới thiệu trên tầng 2, tầng 3 cũng để om lâu quá, xe cộ tổn lâu quá này. Hiện tại là hai chị em tớ xem. Con ấy trắng như Ngọc Trinh đúng rồi, xe đẹp lắm ấy. Chủ đẹp chất lượng luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Bây giờ mình với Dung với Thiệp sẽ lên tầng 3 để giới thiệu một số winner này. Các xe tơ để lâu quá, một số xe để trên góc nhà để lâu quá giới thiệu anh em. Đi luôn, đi luôn. Ok. Vừa đi vừa bước. Mời tất cả anh em sang nhà 62 nhé mọi người nhá, sang nhà 62 mình sẽ giới thiệu những cái dòng hiện tại đây là led này mọi người nhỉ. Tít cái gì mà tít. Rồi ok, mình đang đứng ở cổng trọ nhé mọi người nhá, đang ở cổng trọ số nhà 62. Đối diện với cổng trọ là nhà 62. Con này like rồi đấy. Like chưa ạ? Chẳng nhớ nhỉ. Like rồi mà. Like rồi ạ? Like rồi, ok nhá, mời anh em sẽ vào trong này. Chắc là tầng 1 này thì mình đã giới thiệu rồi. Em ơi xem trên tầng... tầng 3 chị ơi. Tầng 3 đúng không? Ok, mời anh em lên tầng 3 mọi người nhá. Mời mọi người lên tầng 3. Xe X-Size này và Winner này, và những cái dòng xe 50cc chẳng hạn thế. Winner với X còn nhiều lắm anh em ạ. Tại vì lâu cũng không lên được trên này nên là phải cuối buổi rồi cũng mời anh em lên cùng. Mất mạng